Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn Phong Thủy. Video này nói về tình duyên 12 con giáp. Xét tình duyên theo tuổi chỉ là một phần trong lá số theo bát tự tứ trụ, không thể nào hoàn toàn chính xác. Đầu tiên là tuổi Tý. Người cầm tinh con chuột khá là cứng đầu cố chấp, khó ai cãi lại. Đường tình duyên tuổi Tý đa phần khó khăn trắc trở, nhiều thử thách. Vì vậy hãy trân trọng tình cảm khi có được. Phụ nữ tuổi Tý đa phần xinh đẹp, thông minh, lại có đức tính cần kiệm. Các chàng nhớ nha, khi họ dành trọn vẹn tình cảm của mình cho ai đó, họ luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm lại của mình. Phần lớn, những phụ nữ cầm tinh con chuột trong hôn nhân, họ thường hay chú ý đến hình thức nhiều hơn. Họ thường là những người rất yêu con cái, yêu trẻ nhỏ, chăm sóc cha mẹ tốt. Vì vậy, gia đạo thường hòa thuận. Họ không thích đối phương quản thúc, họ muốn được tự do. Nam giới tuổi Tý có tình cảm mạnh mẽ nhưng thường kín kẽ và ít thổ lộ. Năm Tý thuộc ngũ hành thủy, nếu sinh vào các tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là kỵ thủy khuyết hỏa, sinh vào các tháng 5, 6, 7 mùa hè thường là dương hỏa thiếu thủy. Tuổi Tý kết duyên với tuổi Thân, Hợi, Thìn, Sửu đa phần đều là tốt đẹp. Tình duyên tuổi Sửu. Trong tình yêu, kể cả nam và nữ, họ thường rất là thận trọng, chọn lựa khá là kỹ nên nhiều người bị ế. Đa phần phụ nữ cầm tinh con trâu thường có khả năng trời phú là rất là biết cách chăm sóc chồng con. Ở họ, gia đình là trên hết, họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu hợp lý, không bao giờ để những người thân của mình chịu thiệt thòi. Nhiều cô gái tuổi Sửu, yêu đương của họ rất là ít trăng hoa, ít lãng mạn, không thích sự ướt át. Họ thường có tính lạnh nhạt, không thích ồn ào, không thích vồ vập trong tình yêu. Trái lại, họ ôn tồn, thận trọng, nhẫn nại chịu đựng. Các cô gái tuổi Sửu đa phần thường toàn tâm toàn ý hướng về đối tượng mình yêu. Bởi thế, số đông trong tình yêu, hôn nhân của họ thường ổn định. Nam giới tuổi Sửu thường có khả năng tỏ tình khá là giỏi. Nếu kết hôn với họ, người nữ hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Sửu. Họ là đối tượng được nhiều chị em phụ nữ mến mộ. Đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất là gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện những yêu cầu, những luật lệ của mình đã đưa ra. Năm Sửu thuộc ngũ hành thổ, nếu sinh vào các tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là kỵ thủy thiếu hỏa, sinh vào cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch thường là dư mộc thiếu kim, sinh vào các tháng 5, 6, 7 mùa hè thường là dư hỏa thiếu thủy. Tuổi Sửu kết duyên với tuổi Tỵ, Dậu, Tý, Thân, Sửu thường có mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Dần. Tình cảm thường không mấy suôn sẻ. Người tuổi Dần có tình cảm rất là phong phú, nhạy cảm, một số ít khá là phóng túng. Họ là những người bạn tình rất là tốt, đầy nhiệt thành. Thông thường các bạn nữ cầm tinh con hổ cá tính rất là mạnh. Họ mạnh dạn, chủ động, hăng hái đi tìm tình yêu lý tưởng cho mình. Các chàng trai để ý, khi bị cô nào tấn công, coi chừng là tuổi Dần nhé. Năm Dần ngũ hành thuộc mộc, có chất hỏa. Nếu sinh vào các tháng 5, 6, 7 mùa hè dương lịch thường là dư hỏa kỵ hỏa, khuyết kim thủy. Sinh vào cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch thì rất là nhiều mộc, thường là kỵ mộc lấy kim làm dụng thần. Nếu sinh vào tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là dư thủy và thiếu hỏa. Nữ tuổi Dần trong gia đình thường là những người đảm đang quán xuyến mọi việc, thích cuộc sống gia đình lãng mạn, mong được các anh chồng chiều chuộng, đối xử như một tình nhân, nhớ nhé các anh. Nhưng ở họ mang đầy đủ tính cách của một người gia trưởng, nghe đáng sợ chưa? Họ không bao giờ thổ lộ điều mình thích với bất kỳ ai khác, do đó cũng dễ tạo ra sự ngăn cách. Nói chung cá tính họ rất là mạnh. Tuổi Dần kết duyên với tuổi Ngọ, Tuất, Thìn, Mão thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Mão. Người tuổi Mão đa phần yêu đương rất là ý tứ, các bạn lưu tâm. Mặc dù họ rất lãng mạn nhưng thường thể hiện lặng lẽ, ít thể hiện bên ngoài. Khi họ đã nhận quà hoặc cho số phone với bạn, nghĩa là ít nhiều họ đã bằng lòng đến với bạn. Nữ tuổi Mèo thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn,
hành động cử chỉ ân cần dịu dàng. Họ phóng khoáng, luôn rộng lượng với bạn bè, những người thân xung quanh. Họ luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm đến những người thân xung quanh, đặc biệt hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Mão có con mắt khá là tinh tế, họ có thể thấu hiểu được những tâm tư của người khác. Bởi vậy, họ luôn là vợ đảm đang, là cánh tay đắc lực cho người chồng của mình. Năm Mão ngũ hành thuộc mộc, nếu sinh vào cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch thì rất là nhiều mộc, kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Sinh vào tháng 5, 6, 7 mùa hè thường là dư hỏa thiếu thủy. Sinh vào tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là thiếu thủy, khuyết hỏa. Đàn ông tuổi Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng thật ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu những cuộc sống của người khó khăn. Họ luôn tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh. Với sự ân cần và dịu dàng của mình, anh chàng tuổi Mão được nhiều cô chú ý. Anh chàng này khá là hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với bất kỳ ai. Trong giới hạn có thể, người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Họ khá là chung thủy, khi lập gia đình, tuổi Mão giữ thái độ dịu dàng, ân cần với những người xung quanh. Họ ít bao giờ để những người thân trong gia đình của mình chịu thiệt thòi và thiếu thốn. Tuổi Mão kết duyên với tuổi Hợi, Mùi, Dần, Thìn thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Thìn. Với tình yêu, họ rất là nghiêm khắc với bản thân và những người khác. Đôi khi họ hơi cố chấp. Đa phần họ tự chủ động kết duyên với bạn đời và nên duyên. Đặc điểm của người tuổi Thìn là luôn ý tưởng hóa sự việc, muốn việc gì cũng hoàn mỹ. Nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm nhiều việc thiện, kêu gọi những người xung quanh làm việc thiện, gia nhập vào tổ chức từ thiện của mình, ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với những người xung quanh. Họ rất giản dị trong phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Năm Thìn ngũ hành thuộc thổ thủy, nếu sinh tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là dư thủy, kỵ thủy, khuyết hỏa. Nếu sinh vào cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch thường là dư mộc, kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Sinh vào tháng 9, tháng 10 mùa thu thường là dư kim, khuyết mộc. Nam tuổi Thìn có nhiều tham vọng, nhiều ước mơ và nhiều hoài bão. Họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực biến những ước mơ đó thành hiện thực. Họ là những người có trái tim bao dung nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Các chàng trai tuổi Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp giao lưu với những người xung quanh, đặc biệt không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao mạnh mẽ, rèn luyện thể lực. Tuổi Thìn kết duyên với tuổi Thân, Dậu, Tý, Mão thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có một sức sống rất là dồi dào, mãnh liệt, tình cảm của họ cũng rất là mãnh liệt. Nhớ nha các chàng trai. Nữ tuổi Tỵ thường xinh đẹp ưa nhìn, cô nàng này thường thu hút được nhiều người. Đó là lý do tại sao họ được rất là nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh. Nữ tuổi Tỵ thích làm đẹp, thích chăm sóc nhan sắc của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục lượm thượm hay là tóc tai bê bối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ muốn mình là người phụ nữ sang trọng, quyền lực và quyến rũ. Nam tuổi Tỵ có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão trong cuộc đời. Họ luôn bận rộn trong công việc, ít có thời gian chăm sóc con cái. Vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Họ luôn cố gắng phấn đấu, đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình. Năm Tỵ ngũ hành thuộc hỏa, nếu sinh vào tháng 5, 6, 7 dương lịch càng nhiều hỏa, kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu sinh tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là dư thủy, kỵ thủy, khuyết hỏa. Sinh tháng 9, tháng 10 mùa thu thường là dư kim, thiếu mộc. Tuổi Tỵ kết duyên với tuổi Dậu, Sửu thường là có mối nhân duyên tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook Khải Toàn Phong Thủy. Cảm ơn, chúc các bạn tâm thân an lạc.